Con xà sao mà nó trẻ mẹ cá mày chết rồi thấy xà không? Thu về một mối để mình đánh đối phương. Thu về một mối đánh về cũng đỡ, tưởng đỡ được làm sao đỡ được, tới rồi nó đánh lại ba đòn, nó cấp kỳ vậy đó. Đánh mình làm sao tao ra, không có ra được. Hiểu sư phụ nói đi nhập vậy nha. Cả như thế này nè, ý thức của mình, ý thức, cái ý thức phải có. Còn đánh ít bất mình không biết thì tao đánh tao biết giờ này thấy không? Phát xung năng tình rồi tập mạnh nha.